Nhân vật chính trong video của chúng ta ngày hôm nay, anh hùng Nguyễn Văn Chỗi, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1940 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam. Anh mồ côi mẹ từ nhỏ và sau Hiệp định Geneva, anh vào Sài Gòn, lúc đầu thì đạp xích lô, sau theo học nghề điện. Đến năm 1963, anh hoạt động trong đại đội quyết tử của cánh Tây Nam Sài Gòn. Đến 1964, anh đã học cách đánh biệt động và gặp các anh Ba Sơn, Tư Kiểm, Nguyễn Hữu Lời, được chỉ thị ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara tại cây cầu Công Lý. Đến ngày 2 tháng 5 năm 64, đội nhận nhiệm vụ sớm hơn 2 tuần so với dự kiến ban đầu. 10 giờ tối ngày 9 tháng 5, anh Chỗi và anh Lời đang giải dây đánh mìn theo dòng kênh thì bị lộ và bị địch bắt. Trước pháp trường đã anh Chỗi không cần bịt mắt mà hiên ngang nhìn thẳng quân thù, hô khẩu hiệu chống Mỹ. Hình ảnh và khí phách ngang tàng của anh đã được các hãng thông tấn thế giới đưa tin, làm rúng động lòng người dân yêu hòa bình và yêu Việt Nam. Vậy là đã 6 thập kỷ trôi qua kể từ cái ngày mà anh hùng Nguyễn Văn Chỗi về với lòng đất mẹ. Nhưng hàng loạt những câu chuyện rùng rợn xoay quanh nơi chôn cất và cái chết của anh vẫn còn gây rúng động trong lòng hậu thế. Trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng theo chân Taka và tìm hiểu bí ẩn rùng rợn tại nơi chôn cất Nguyễn Văn Chỗi và ngôi mộ vô chủ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Công cuộc tìm mộ chồng của chị Quyên, vợ anh Chỗi, để đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo đó thì bà Phan Thị Quyên, sinh năm 1944 tại Campuchia, nguyên quán ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. Khi 16 tuổi, bà làm việc tại hãng bông Bạch Tuyết, nằm ở đường Võ Tánh, nay thì là đường Hoàng Văn Thụ. Tại đây, bà được một đồng nghiệp giới thiệu làm quen với anh hùng Nguyễn Văn Chỗi, lúc đó là thợ điện của nhà máy điện Chợ Quán. Đến ngày 21 tháng 4 năm 1964, chị Quyên và anh Nguyễn Văn Chỗi tổ chức đám cưới. Nhưng mà chưa đầy nửa năm sau khi anh Chỗi đánh bom Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara và không thành thì anh đã bị bắt, rồi bị tử hình vào ngày 15 tháng 10 năm 1964. Gia đình chị Quyên phải lặn lội cất công tìm kiếm mới đưa được phần mộ của anh về nghĩa trang bên vợ tại Văn Giáp. Trước đó vào đúng 9 giờ 45 phút ngày 15 tháng 10 năm 64, Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã vội vã xử bắn anh tại trường bắn Chí Hòa. Mặc dù trước đó chúng đã thỏa thuận trả tự do cho anh khi mà du kích quân Caracas, Venezuela, thả viên trung tá không quân Mỹ Michael Smolin. Ngay sau khi xử bắn, chúng mới vội vã đưa thi hài anh về nghĩa trang lính Cộng hòa ở Gò Vấp vào lúc 1 giờ chiều. Nhưng mà Nguyễn Văn Chỗi là Việt Cộng, vậy là đến 5 giờ chiều cùng ngày, chúng lại bí mật đưa anh về nghĩa trang Đô Thành. Nay thì là công viên Lê Thị Riêng, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm đó vừa tròn 6 tháng kể từ ngày anh và chị Phan Thị Quyên làm lễ cưới. Cả ngày hôm đó, chị Quyên chạy đôn đáo khắp mọi nơi mà không hề biết anh được chôn ở đâu. Sáng hôm sau đọc báo thì mê hay. Chị cùng với ba của anh đến nơi thì thấy có ba ngôi mộ mới chôn, không biết cái nào là của nhà mình. May mà dân ta có tục lệ mở cửa mả. Đến sáng 17 tháng 10 đến thắp hương thì thấy hai ngôi kế bên đã mở, vậy là tìm được mộ anh. Bọn mật vụ bám giết chị xem có ai liên lạc hay không. Sau ngày anh mất, chị Quyên theo ba của anh về quê một thời gian cho khuây khỏa. Ở Sài Gòn thì chẳng sợ liên lụy bà con cô bác cầu siêu suốt 7 tuần chay cho anh ở chùa Pháp Vân. Đầu năm 1965, tổ chức cho chị thoát ly ra khỏi vùng giải phóng. Ngày 25 tháng Chạp, chị mang hương hoa ra viếng anh, tạm biệt để đi xa. Vì mộ của anh trên đất Thí là 3 năm sau phải di rời, nên là chị bàn với gia đình sẽ đưa anh về nghĩa trang Văn Giáp, ngay ngã ba dòng ông Tố. Đêm 29, chị bí mật lên đường Gia Rờ, tức là chiến khu. Đến ngày 7 tháng 5 năm 67, bà anh Chỗi cùng bố mẹ chị và gia đình chuyển anh về nghĩa trang Văn Giáp. Khi mà làm thủ tục, viên quản lý nghĩa trang Đô Thành sinh nghi. Ai cho chuyển mộ của Việt Cộng? Phải nói là trùng tên và chỉ ít tiền thì mới xong. Đến khi mà chuyển về nghĩa trang Văn Giáp, thấy bia đề Nguyễn Văn Chỗi, 26 tuổi, mất ngày 15 tháng 10 năm 64, thì tên cảnh sát khu vực cũng sinh nghi, cũng phải giờ cái bài trùng và chi thì mới xong chuyện. Khi này thì chị vợ anh đang ở chiến khu, đến hè năm 69 chị mới được đón ra Bắc. Phải mãi đến sau ngày 30 tháng 4 năm 75 chị mới trở về để viếng anh được. Năm bao xi măng góp lại xây mộ cho anh hùng. Năm 1978, bố chị Quyên mất,
Đến năm 1981 thì chị quyết định xây mộ cho anh. Vừa qua chiến tranh nên trăm bề thiếu thốn, xây phải có xi măng, gạch và cát. Cô bà thì cho 5 bao xi măng, nhưng mang giấy giới thiệu tới nơi thì kho vừa hết. Gặp anh Bảy Thân là phó chủ nhiệm hợp tác xã Mây Tre Lá thành phố nhờ giúp. Anh Bảy Thân đã không ngần ngại quyết định trích quỹ công đoàn mua tặng số xi măng này. Báo cáo với ban trị sự thôn Văn Giáp xin phép xây mộ, các anh bảo sẽ lo gạch, cát và công. Còn bà con thì thuê cả thợ về khắc dòng chữ. Không có gì quý hơn độc lập tự do và ngôi sao năm cánh gắn ở trên mộ. Làm bia mộ mới có gắn hình anh đang đứng giữa pháp trường. Cánh học sinh thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi hàng năm cứ vào ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 hay là ngày anh Trỗi hy sinh vào ngày 15 tháng 10 là lại cùng chị Quyên lên thắp hương cho anh. Vào ngày khánh thành, chị mời ban trị sự, anh Bảy Thân và bà con cô bác về dự để cảm ơn tấm lòng của nhân dân, cơ quan đối với anh. Ngôi mộ còn trống của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Trăm công nghìn việc, phải tới tận năm 1994, Sở Lao động Thương binh Xã hội mới mời gia đình lên bàn đón anh về Nghĩa trang Liệt sĩ ngay bên xa lộ Hà Nội. Lúc đó thì chị Quyên có lời cảm ơn và đề nghị. Tại pháp trường anh Trỗi bị địch bắn không chỉ một phát đạn. Khi hy sinh anh vẫn phải chôn xuống đào lên tới 3 lần. Thực tình thì gia đình không muốn anh phải đau thêm lần nữa. Gia đình cũng có ý chờ tổ chức, nhưng mà đến năm 1981 đã được hợp tác xã Mây Tre Lá và bà con cô bác giúp đỡ xây mộ cho anh. Này nếu chuyển đi sợ sẽ phụ lòng bà con, lãng phí tiền bạc, công sức bà con đã đóng góp. Thay mặt gia đình, chị Quyên xin phép cho anh được yên nghỉ tại đây. Nếu sau này thành phố có quy hoạch mới, Nghĩa trang Văn Giáp phải di chuyển, thì gia đình sẽ đưa anh về Nghĩa trang Liệt sĩ. Chính vì vậy, Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố dành cho anh một ngôi mộ còn trống. Đôi lời từ tận đáy lòng của những người đồng đội cùng trung đội biệt động 65 với anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Cô Trần Thị Phương, thành viên đội biệt động 65 đã kể: lúc ấy chúng tôi hoạt động bí mật, không hề biết nhau. Nhưng mà khi anh Trỗi bị bắt, báo chí đưa tin thì chúng tôi đều biết anh Trỗi là đồng đội của mình. Một thành viên của đội 65 cũng nói: trong tổ cảm tử này có 4 người, hai anh đội trưởng, đội phó thì chưa tới. Hai anh còn trẻ là lính mới, đến sớm, đang thực hiện nhiệm vụ thì bị lộ. Đồng đội của anh Trỗi cũng cho biết thêm: trong khi anh nhận nhiệm vụ đánh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara tại cầu Công Lý, thì đơn vị của chúng tôi còn nhận lệnh đánh một số mục tiêu khác mà Robert McNamara có thể sẽ tới nữa. Anh Nguyễn Văn Thành, họ hàng với anh Trỗi, lớn tuổi hơn nhưng gọi anh Trỗi là bác. Gia đình anh Thanh vào Sài Gòn trước, anh Thanh có kể lại: khoảng 15 tuổi thì bác Trỗi vào Sài Gòn. Khi đó bác đến nhà cha tôi để đi học nghề rồi sửa điện cho nhà. Em tôi thường đưa bác Trỗi đi vào khu lái thiều để mà gặp cơ sở, đứng ở ngoài vườn trông chừng cho bác. Lại nói anh Thanh cũng từng tham gia cướp chính quyền tại Sài Gòn, sau đó ra Bắc làm việc. Đặc biệt là về sau này, anh Thanh đã từng làm thư ký của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong suốt 18 năm. Anh Thanh có kể: tôi còn nhớ khi tập ký Sống Như Anh ra đến Hà Nội, ông Tố Hữu đọc cả đêm. Sáng ra thì ông Tố Hữu đưa cho tôi đọc. Khi đọc tôi biết người đó là bác tôi. Tôi nói về bác Trỗi với ông Duẩn và ông ấy đánh giá rất là cao tấm gương bác Trỗi tôi và cũng hiểu thêm về truyền thống của gia đình chúng tôi. Anh Thanh cho biết anh không bao giờ quên những câu thơ Tố Hữu viết về Nguyễn Văn Trỗi: có những phút làm nên lịch sử, có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi bài ca, có con người như chân lý sinh ra. Chiến tranh là như vậy, ở đó mạng sống con người luôn ở thế ngàn cân treo sợi tóc, có thể là nay sống mai chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà tiếng thơm ngàn đời về một vị anh hùng thì vẫn luôn còn mãi trong lòng hậu thế, không thể nào phai. Video này đến đây cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn các quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Takawai.